là Phật trên thủ nhang họ vương là sám hối Phật thánh như là thủ nhang đồng điện. Các sư pháp văn đây cùng tế quý vị ân xa các thanh đồng giả quan các thủ nhang đồng điện bách ra cho mọi dân thôn bản xã hôm nay long thần thánh một đầu thăm tuyên thủ sám hối lớn nhất tầm các ký hiệu cung minh Phật thánh thánh đản thượng nguyên đầu năm thì trên họ vương có sám hối Phật thánh xin lộc Phật thánh xin lộc cả pháp sư xin lộc pháp văn nhá. Thầy Quỳnh, 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sự kết là non từ những xiên nó sự kết non phòng từ những có bay tiểu kiếp đến lòng mùa sẽ hoa. Thank you.
cờ dù quang minh chiếu từ chung lá tích tăng cung giảm kim phục hoàng thân đặt tinh chúa tìm chung hướng trăng tận giá đưa đi lắm chúng sinh cô ngang kim linh lệ hai quang và chiếu từ chung tam niên bừng đồng hướng nguyện cầu đức đại vương quân phủ chứng giám nhất thứ nguyện cầu ông lớn quân phủ quốc thái dân an thế giới hòa bình nhân dân an lạc chúng dân được hạnh phúc thì thứ nguyện cầu thiên đức đại vương quân phủ cho đồng đền hương thôn sở tại a di đà phật được vững như thái sơn bản thạch thần thôn phụng sự được đình thần tam tứ phủ đến ngày mạn triều xế bóng được đông con nhan mắt ngàn đệ tử nói có kẻ nghe đe có kẻ lệ nói a di đà phật cứu đến đâu lộ được đến đấy tam tứ nguyện cầu xin ông lớn quân phủ chứng tâm cho đến họ Lê họ Hà chúng con
A Di Đà Phật cùng bách gia trăm họ các lính các kế nhang tử xích tử bán tử mãi tử đồng tử. Thế ngày hôm nay tu thiết đàn duyên lễ bạc tâm thành người là phúc đấy cầu của đắc của cầu con đắc con cầu gì được được đấy. Thế xin A Di Đà Phật đức đại vương nhả lời vàng sang tướng ngọc cho người trần thế chúng con biết uy ông lớn ra A Di Đà Phật. Chúng con khen ban thưởng khắp sư là tương tấn khấn nà. Dạ. Long Vân Khánh hội tiệc cả hội lớn đầu năm trên thủ mộc tuất nhiên thủ giang đồng viện họ vương nhất một lòng tổng của đạo thành tâm yết kiến nà. Dạ. Thầy tông có điệp vàng cánh sớ có tờ trạm bông huy hả bắc ký hậu cung minh khánh đàn thượng nguyên đầu năm à. Dẫn trình con buôn cái bán con khoán cái thờ cầu lộc cầu tài tiêu tai giải hạn nè. Quay ra trong kim thần đệ tử họ Lê chúng con nhất một lòng tòng một đạo thành tâm biết kiến trả mã tam niên họ Hà nhất tâm ha. Dạ. Ngày nay không quản ngại đường cái bái ngái xa xôi trên ăn mày lục thánh giới mày hồng ân công đức quan thầy họ Vương chứng tâm ha. Dạ. Ban khen ban thưởng ha. Con buôn cái bán con khoán cái thờ ban khen ban thưởng cho pháp sư pháp văn tây quỳnh tây quế tây thế cận ra các thanh đồng đã qua các thủ nhang đồng việt bách ra cho mỏ dân thôn bản xã ha. Dạ. Phúc lai tai tống tăng diên trưởng thọ bề thế công danh hàng ông bồi tài lai tiếp ở thủ nhang đồng điện họ vương sáng tuổi cuối tối điện hơn được cầu quốc thái dân an ha. Dạ. Đức ông đi ta người dòng dõi